Nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách hấp gà nha, làm sao cho gà nó thơm, ngon, ngọt, thịt. Cách này thì vô cùng đơn giản. Các bạn mua gà về nhé, sau đó các bạn hãy sơ chế sạch bằng muối này và gừng sát chung quanh con gà cho thật sạch. Sau đó mình chuẩn bị một vỉ hấp, và muốn cho cái nước gà nó giữ được lại nó ngọt hơn thì mình cho một cái tấm lá chuối ở dưới mình lót nhé. Và sẽ ướp gà với một chút hạt lêm và thêm một chút muối. Và cái quan trọng là dầu ăn một thìa nữa vào, để khi mà gà mà chúng ta ướp xong ấy, thì cái dầu ăn nó sẽ làm cho gà nó không bị mất nước và nó giữ cái gia vị nhá. Rồi chúng ta ướp vào như vậy, rồi chúng ta mang đi chúng ta hấp gà luôn. Và ở dưới thì các bạn nót cho mình vài lát gừng thì càng tốt, để khi mà hấp gà nó sẽ thơm hơn, mặc dù khi sơ chế mình đã cho gừng rồi, mình đã rửa sạch bằng nước muối gừng rồi. Đấy. Và chúng ta mát xa gà để cho gà chúng ta nó ngấm gia vị bên cái bề mặt da, và da nó óng hơn khi mà mình hấp nhá, và không bị mất nước. Với hấp thì chúng ta cứ hấp với cái lửa nhỏ thôi, và tính từ lúc nước sôi thì mình thường mình sẽ hấp khoảng 30 phút với lửa nhỏ thì con gà mình sẽ chín, gà to thì chúng ta sẽ tăng thời gian hơn. Đây, nửa con gà thì chỉ cần 25 đến 30 phút là tính từ lúc nước sôi là gà chúng ta sẽ chín. Đây, khi mà gà mà chín xong này, và mình sẽ xâm vào cái đùi để xem là nó đã chín chưa ấy, và các bạn có thể thấy thành phẩm này, gà rất là mọng nước và ngon và ngọt ấy. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đấy ạ.